Cộng sản Hồ Chí Minh. Em ơi, máy tính gì mà lát thế? Bàn phím còn liệt rồi. Thật sự nộp bài rồi, bây giờ làm kiểu gì bây giờ? Xin chào. Mặt mày nhìn ghét vậy. Mày sao xong nộp bài rồi, bây giờ tao mới viết cái tiêu đề thôi. Mày làm xong bài chưa? Tao á? Thoải mái, tao làm. Thôi, yên tổ tao bị liệt đi. Thế á, biết tại sao không? Những cái bản lề này mà bà nội. Ôi, mấy ơi, tao thay tận 3 triệu bây giờ chả nói tích sự gì cả. Thế hả? Thế bây giờ như nào? Mày mua mày mới á? Bây giờ mới biết à? Nói chung là máy này cũng được, cũng gọi là ra gì mà này nọ thôi. Có gì đâu. Mua đắt hơn đâu, cùng dòng với tao mà em. Đúng rồi, cùng dòng mày nhưng mà giá cả hợp lý. Máy tính mới mày như nào? Đây, siêu nhẹ, bèo một tay. Mang vác đi đâu thì nó cũng không thể làm vấn đề luôn ý. Mày mua máy tính ở đâu mà xịn ấy? Tao á? Tao mua ở laptop mình vụ ấy. Đây nha, cho mày xem trang web luôn. Đấy, nhưng mà mày thấy gì đấy không? Là nó có thể cảm ứng được. Và ví dụ như là mày cần phải gọi là đi tìm tư liệu hay cái gì đấy, thì tao nghĩ là nó rất là tiện lợi khi mà mày có thể gọi là sao chép tất cả mọi thứ, xong mày sẽ dán vào thôi. Còn đây, mày thấy này, cái nút đủ mày nó cũng khó khăn nữa, thì tao nghĩ mày nên đổi sang cái máy này, nó sẽ ok hơn. Mà nhá, đảm bảo là hiệu suất tốc độ rất là ngon luôn. Giá cả hợp lý thì tội gì không mua đúng không? Thế có muốn dùng thử không? Để chị cho cưng dùng thử này. Ôi, cho bạn mượn tí. Đây. Để like đã. Đấy, đi đi. Còn cái máy cũ này mày vứt dùng đi. Ha. Laptop Minh Vũ, đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường công việc. Đặt mua ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn nha.